Xin chào tất cả mọi người, xin tự giới thiệu mình là Tài, chủ trang trại của trang trại Nhung Yêu Sao Tín Tài tại Quỳnh Yên, Quỳnh Liêu, Nghệ An. Thì hôm nay là tiện thể mình đang làm giúp cho khách một cặp nhung, cặp này là 6,7 lạng cho anh Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì tiện với việc này thì mình làm luôn một video để cho mọi người thêm một cái kiến thức về nhung hiêu. Tức là rất nhiều người cũng khi gọi đến trang trại ấy, thì cũng đặt ra một câu hỏi cho trang trại là nhung hiêu vào mùa nào thì tốt nhất. Thì tiện đây là video mình sẽ nói rõ về vấn đề này luôn. Tức là đối với nhung hiêu sao thì ở một số các nước mà ở xứ lạnh ấy, các nước phương Tây mà thời tiết nó vào những cái mùa khác nó đóng băng ấy, thì thường là chỉ mọc được vào mùa xuân. Tại vì các mùa khác là lạnh, đóng băng là thường là nó không mọc được. Nhưng mà đối với nhung hiêu sao ở Việt mình nó lại rất là đặc biệt. Ví dụ như ở tại đất Quỳnh Liêu, đất Hương Sơn, Hà Tĩnh chẳng hạn, thì cái khí hậu của nó ở hai vùng này là nó không thay đổi nhiều vào các mùa. Nên là những cái mùa khác mùa xuân nó vẫn cho nhung được, và cái chất lượng của những cái mùa đấy là nó như nhau mọi người nhé. Tức là nguyên lý là một con hiêu là trung bình một năm là nó lên được một lần chẳng hạn, thì có con thì nó sẽ vào mùa xuân, nhưng mà có con thì nó vào muộn hơn, thì nó sẽ vào mùa hè này, hoặc là thậm chí là mùa đông vẫn có những cái tầm đấy nó mới động dục lên. Tức là cái đây là chỉ hiêu đực mới cho nhung mà, thì vào những cái mùa mà nó động dục lên thì bắt đầu là nó bật nóc của nó lên, thì cái tác dụng giữa các mùa là như nhau. Vì vậy là nhung hiêu sao ấy thì mọi người có thể mua được vào các, nếu như không bận vào mùa xuân không đi mua được, thì chúng ta còn có thể hỏi trang trại vào những dịp mùa hè này, mùa thu này, thì trang trại vẫn có. Đại khái là những cái mùa đấy thì sẽ ít hơn, tại vì đúng là vào mùa xuân là nhung hiêu là vẫn tập trung là mọc nhiều nhất là vào mùa xuân, nhưng mà những cái mùa hè, mùa thu, mùa đông là vẫn có, nhưng mà số lượng trang trại sẽ ít hơn đấy. Nên mọi người là thường đặt là phải báo trước trang trại. Thì đối với một cặp nhung hiêu thì nó sẽ dao động từ 5 lạng đến tầm khoảng 1 cân 2 cân 3 đấy. Thì số điện thoại trang trại sẽ để dưới ở bên video. Hoặc là anh chị nào, cô chú bác nào ấy mà có nhu cầu mà mua nhung hiêu tươi tại trang trại thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video, trang trại sẽ có nhân viên là tư vấn chi tiết cụ thể cho mọi người, mọi người dùng sẽ yên tâm một cách yên tâm nhất. Như đây là bình thường trang trại là chỉ là cung cấp là tươi nguyên cặp về hướng dẫn mọi người tự làm, tại vì cái này nó làm đơn giản lắm, thì mọi người có thể tự làm ở nhà. Nhưng mà đây là những vị khách này là thường là họ bận thì trang trại là gửi cho họ xem hình cái cặp nhung lúc cắt ra trước, sau đấy là người ta nhờ trang trại làm ngâm mật ong luôn, thì trang trại cũng sẵn sàng là làm giúp. Nhưng mà đối với khi nhờ trang trại làm ấy thì mọi người lại phải đặt cái niềm tin hoàn toàn, thì trang trại mới dễ làm được. Tức là trang trại sẽ yêu cầu là chuyển khoản trước, có thể chuyển khoản trước một nửa hoặc là chuyển khoản hết càng tốt thì trang trại mới dám làm, tại vì cái này là hàng tươi đấy. Còn không thì trang trại là sẽ chuyển nguyên cặp cái này là đến là mọi người có thể tự chế biến tại nhà. Thì video trang trại làm với một chủ đề rất ngắn như thế này thôi, để mọi người là chúng ta là theo dõi những video mới của trang trại để hiểu hơn về nhung hiêu này. Mỗi một video trang trại sẽ nói kỹ một vấn đề cho mọi người có thể biết nhiều về cái sản phẩm này hơn. Đấy, gần Tết rồi thì một là chúng ta có thể sắm một cặp nhung hiêu chúng ta bồi bổ bản thân, hai là đây là một món quà gọi khá là rất ý nghĩa về mặt sức khỏe, thì mọi người có thể là mua cho người thân, cho bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác chúng ta còn đang quan tâm đến chẳng hạn. Thì cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm nó đối với cái sức khỏe, tức là nó là rất là tốt đấy, nó có tiếng từ xưa rồi. Nên là mọi người có thể làm cái này làm quà nhân dịp Tết này,
Đấy, chúng ta có thể ngâm sẵn và chúng ta biếu nguyên cặp này, nó rất ý nghĩa, cực kỳ ý nghĩa. Nếu như mọi người có thể làm một cặp như thế này mà chúng ta tặng người thân. Thế thì trang trại làm video đây thôi, thì cảm ơn mọi người đã đón xem video và hãy ủng hộ trang trại bằng cách là hãy like video này, chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm này hơn, cũng là một phần là giúp những người mà người ta sức khỏe yếu kém ấy thì người ta biết sản phẩm này, cũng một phần giúp họ và một phần đấy cũng là ủng hộ trang trại để trang trại phát triển thêm cái sản phẩm nó có lợi như thế này đối với sức khỏe cộng đồng. Thì cảm ơn mọi người nhé, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.